Chào các bạn, hôm nay Ngọc Hoa sẽ giới thiệu mấy các bạn những cái nương chè các bác, một đặc sản của Thái Nguyên, chè Thái Nguyên. Đây, chè đến tuổi thu hái. Bác nông dân đang thu hái chè. Chào các bác ạ. Chào em nhá. Dạ. Quay thoải mái đi. Em xin phép quay một đoạn ạ. Quay được quay chè được anh, đẹp trai lắm. Cách đây 20 năm thì em cứ quay thoải mái như bây giờ. Không bất kỳ người lao động nào đều đẹp hết ạ. Và khi người ta đẹp nhất là người ta đang lao động ạ. Chị ơi, một ngày chị hái được khoảng bao nhiêu ký chè búp tươi? Nếu mà tùy theo, ví dụ chè tốt thì được độ cả ngày thì được độ 50 cân. Còn tùy theo người, nếu mà hái bình thường những độ 45 cân. 40 cân cũng tầm đấy. Bây giờ đang được bao nhiêu cân? À, bao nhiêu tiền một cân? Bây giờ ở đây á. Vâng. Đây thì bây giờ nó đang dịch thế này thì bây giờ nó là cái thời điểm rẻ nhất đây, thì mấy 20.000 một cân thôi. Không, mà chè nhà chị à? Hay chị đi hái, hái đổi công? Chị đi hái đây nhà chị đấy. À, nhà chị à? Còn thuê mà, thuê thì bây giờ thuê thì 6.000 một cân tươi. 6.000 một cân tươi à? 6.000 lúc đắt thì 7.000. Còn nếu mà thuê mà hái để làm chè nõn có đắt hơn không? Chè nõn thì nhà chị không làm, nhưng mà cái đấy thì cao lắm em ạ. Nó hái được ít, nó cao. Tại hái được ít mà tỉ mẩn nữa. Nhà chị thì không làm với chè ý. Cũng không biết là người ta nướng là thế nào, nhưng mà chắc chắn là sẽ cao lắm. Thì cái mảnh này nhà chị một lứa được bao nhiêu cân chè khô? Mảnh này nhà chị lứa phải được 8-90 cân khô đấy. 8-90 cân khô. Đang bán này á, bán bao tải ra chợ hay có đóng gói không chị? Cũng có, nếu mà ai người ta lấy thì bọn chị cũng gửi, nhưng mà cái đấy thì cũng ít thôi, còn đây là chủ yếu là bán ở chợ. Em Hoa, phòng nông nghiệp, chắc là sẽ còn gặp các anh chị nhiều lần trong những thời gian tới thì nữa. Vâng. Đây, hôm nay đoàn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Thái Nguyên đang hướng dẫn bà con ở hợp tác xã xem theo quy trình để được đánh giá vùng trồng, được đánh giá và cấp mã số vùng trồng. Đây là một trong những hợp tác xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện cái việc đăng ký cấp mã số vùng trồng. Đây là những nương chè, đây là một trong những nương chè của các thành viên trong hợp tác xã Semaun. Nương chè này đang được lắp đặt, chưa được lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm, đây chưa hoàn thiện. Đây, cái này thiếu, còn thiếu cái béc này, chè này nữa, thiếu béc tưới. Đây. Ngọc Hoa sẽ zoom cho các bác thấy nhé. Đây. Việc quản lý của người dân được thực hiện cực kỳ tốt luôn. Có sổ ghi chép nhật ký nông hộ, ngày nào ở làm cỏ, bón phân, phun thuốc, ngày nào hái, ngày nào sao, người sao là ai, người thực hiện là ai. Đây có camera đây, camera giám sát. Việc để được cấp một cái mã số vùng trồng thì khá là nghiêm ngặt, đòi hỏi người dân sẽ thực hiện đúng theo những cái quy trình của cục trồng trọt, được ghi chép trong sổ nhật ký nông hộ về loại phân nào được sử dụng, ai là người thực hiện việc bón phân, chăm sóc ấy, và cái loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học nào được sử dụng. Và trên đồi thì
trên đồi hiện tại sẽ quản lý xem là đang có những cái loại sâu bệnh hại nào cho cây trồng hay không. Đây. Tất cả mọi thứ đều yêu cầu có nhật ký nông hộ hết. Khi nào mà được cấp mã số vùng trồng ấy thì sẽ được các bác chỉ cần nhấn vào cái mã số vùng trồng ấy. Search cái mã số vùng trồng ấy sẽ ra cụ thể cái hộ đấy. Hộ đấy là hộ nào, ở đâu, địa chỉ ở đâu. Quy trình thực hiện kỹ thuật sản xuất. Đây. Tất cả mọi thứ sẽ được quản lý trên phần mềm hết luôn. Đây có đại diện của chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật này. Trung tâm khuyến nông tỉnh, đại diện phòng nông nghiệp huyện, đại diện cán bộ lãnh đạo và cán bộ ủy ban nhân dân xã, ban quản trị hợp tác xã, thành viên hợp tác xã. Đó. Đây zoom lên một chút, xa xa phía dưới này là các bà con đang hái chè đấy. Rồi, mà các bạn cùng đi thăm những nương chè khác cùng với Ngọc Hoa nhé. Cái Long Vân nó là cái PT95 ấy phải không bà? Nó chính nó đó. Vâng. Cái hàng đấy giờ nó 40-45. Vâng. Nọ tao mua vào đợt đầu lứa của thằng đấy là 35 rồi. 35 rồi đấy. Nọ mua là 35. Cũng mua được mấy cân cho lấy nữa mà. Đây là mua chè bán cho khách ấy. Vâng. Phải quay nóng như này lúc về mình bán mới ngon chè. Ừ. Uống như sướng. Đã có mùi mùi gì? Chè đây là chè Thái Nguyên này các cụ này. Đây bên em có cái loại hút chân không nhé. Đây bóc cho các cụ xem này, là chè búp Thái Nguyên nhé, rất là thơm. Thì cái tầm giá nó rơi vào tầm từ 200.000 đến 500-600.000 tùy theo cái mức độ thu nhập cũng như là cái mức độ chịu chi của các cụ. Đây. Như cái loại em hút chân không này, loại này đang bán vào trong Hồ Chí Minh là 450.000 một kg. 450.000 đây. Đây chính nó là cái chè của nó đây này. Đấy. Thì có những người uống sành thì người ta thích những cái loại ngon, còn những người bình dân thì uống cái loại vừa vừa. Tùy nhu cầu, các bác cần thì liên hệ Dược liệu Tây Bắc Ngọc Hoa 0984944365 em tư vấn cho các bác nhé. Thank you.